Chuyển sang phần tin thế giới, các nhà lãnh đạo Pháp và Đức ngày 28 tháng 5 cho rằng Ukraine nên được cho phép tấn công các địa điểm quân sự bên trong lãnh thổ Nga, những nơi từ đó Moscow bắn tên lửa vào lãnh thổ Ukraine nhưng không được phép tấn công các mục tiêu khác. Thông tin trên được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong khuôn khổ chuyến thăm Đức. Thủ tướng Đức Scholz cũng cho biết ông đồng ý với Tổng thống Pháp Macron, nghĩa là Ukraine tôn trọng các điều kiện do các quốc gia cung cấp vũ khí, bao gồm cả Mỹ, đưa ra vào luật pháp quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cùng ngày đã cảnh báo phương Tây rằng các thành viên NATO ở châu Âu đang đùa với lửa khi đề xuất cho Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga, điều mà ông cho rằng có thể xảy ra xung đột toàn cầu.